hôi đầy rồi đúng không? Trời ơi, này hai anh em bị ướt hết rồi đây này. Cô Hà ơi, hai em mình dẫn Kitty đi mua diều đi. Mua diều á? Mua diều ở đâu? Gần đây thôi. Con biết chỗ, ngay kia kìa cô. Được rồi, để cô dẫn hai anh em đi nhá. Vâng ạ. Anh nghe đây Mỹ, có chuyện gì vậy? Bác với anh cẩn thận đấy ạ, chị ta bị điên rồi. Em nói cái gì? Anh nghe không rõ. Chị Nhiên đang đến tìm anh đấy ạ. Chị ta biết em là người của anh rồi. Tâm trí của chị ta bây giờ đang không bình thường đâu. Vậy hả? Được, anh biết rồi. Em có sao không? Em không sao đâu ạ, anh đừng lo. Cẩn thận nhá. Tôi đây. Cô đang ở đâu? Sợ à? Sợ tôi sẽ đến nhà anh à? Sợ tôi sẽ phá cuộc sum họp giữa anh với vợ cũ của anh à? Nhiên, nghe tôi. Chúng ta dừng lại đi. Chấm dứt tất cả mọi việc. Tôi cũng rất mệt. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô thiệt đâu. Bình tĩnh lại. Sao tự nhiên lại xuống nước thế? Sợ tôi sẽ làm gì cô con gái vàng ngọc của anh à? Mà anh sợ cũng đúng thôi. Bởi vì con An Nhiên này còn gì để mất nữa đâu. Tất cả những gì mà anh yêu quý, tôi sẽ dẫm đạp. Dẫm đạp như cái cách mà anh đã dẫm đạp cuộc đời tôi ấy. Cô nói cái gì? Cô nói cho anh biết, sẽ không có chuyện một mình con An Nhiên phải đau khổ, phải trả giá để cho các người ăn sung mặc sướng đâu. Nhiên, alo. Nhiên à, sao thế? Có chuyện rồi. Mới ở đây mà. Alo mẹ à? Mấy mẹ con lên nhà chưa ạ? Chưa ạ? Vâng. Để gọi cho Hà. Mà có chuyện gì vậy? Nhiên đang đi tìm mẹ con Hà. Cô ta mất kiểm soát, mất bình tĩnh. Hôm nay ta đưa Kitty qua nhà bà nội Kitty. Mấy bận rồi. Mấy mẹ con chắc chưa quanh đây thôi. Chia nhau đi tìm đi. Con có sao không? Không à. Bố ra nào.
Vừa rồi có con bé chạy qua đường, tôi không xử lý kịp, may của cô lại cô đẩy nó ra. Anh Nghĩ. Sai rồi ạ. Con thật sự sai rồi. Tâm áp đầu tiên là do con. Tất cả là lỗi của con. Con thành tâm sám hối. Xin hãy phù hộ cô ấy tai qua nặng rồi, khỏe mạnh trở lại ạ. À.